Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ mặt ăn của dân không chừa một thứ gì, đảng muốn giấu, quan thì muốn khoe. Phòng tham nhũng bao giờ cũng tốt hơn là đi chống tham nhũng. Từ khi nắm quyền cai trị đất nước tới giờ, trên mọi phương diện, Đảng Cộng sản luôn chỉ biết chống chứ không biết phòng. Trong vấn đề phòng chống tham nhũng cũng như thế, chỉ có thời ông Nguyễn Phú Trọng thì Đảng Cộng sản có chống tham nhũng rõ nét hơn những giai đoạn trước đó. Nhưng phòng tham nhũng thì Đảng Cộng sản vẫn không làm được gì. Đảng Cộng sản gắn liền với chữ tham, cái tham lớn nhất là tham quyền lực. Trong khi đó, hầu hết các đảng phái chính trị khác trên thế giới đều chấp nhận sống chung với nhau trong một bộ máy nhà nước, thì Đảng Cộng sản không chấp nhận như vậy. Nó chỉ muốn độc quyền mà thôi. Một mình đảng muốn chiếm hết các bộ máy của nhà nước để từ đó họ tự trục lợi trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam. Căn bệnh mãn tính của Đảng Cộng sản. Để đảm bảo được cái tham duy trì thì cái gian và cái ác cũng nổi lên để hỗ trợ. Lịch sử đã cho thấy cái gian và cái ác của Đảng Cộng sản khi dùng sinh mạng hàng triệu người dân để gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Rồi sau đó đảng chiếm hết đất nước để thu lợi cho mình. Từ tham quyền dẫn đến tham tiền là điều tất nhiên. Có người nói rằng, thử hỏi, trong hàng triệu quan chức của Đảng Cộng sản, có ai mà không tham tiền? Có ai mà không tìm cách trục lợi từ chiếc ghế của mình? Họ vào đảng đâu phải vì lý tưởng, mà vì kiếm tiền. Với đồng lương chết đói mà ai cũng có tiền xây nhà, mua xe ô tô, thì tiền đâu ra mà có. Và thực tế, toàn đảng không ai sống nhờ lương, mà nhờ vào những thứ quyền lực mang lại cho họ. Từ nguồn gốc như vậy nên việc phòng tham nhũng đối với Đảng Cộng sản là bất khả thi. Nếu không tham nhũng được thì chẳng có quan chức nào trung thành với đảng cả. Nếu đảng thực sự phòng tham nhũng thì có thể nói Đảng Cộng sản sẽ tự tan rã, và đó là nguyên nhân quan chức luôn luôn sẵn sàng ăn của dân không chừa một thứ gì. Như bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng tuyên bố. Đảng muốn che đậy chứ không muốn diệt trừ. Người Cộng sản bản chất là hám danh. Khi có tiền trong tay, họ muốn cho thiên hạ biết là họ giàu có cỡ thế nào. Họ là tầng lớp trên của xã hội, của dân đen. Vì bản chất đó mà các quan chức thì luôn muốn khoe của chứ không muốn giấu đi. Cũng nhờ đó mà người dân mới tường tận bộ mặt của chế độ này, nó nhem nhuốc đến như thế nào. Sau vụ hình ảnh tòa lâu đài của ông thiếu tướng quân đội Phạm Bá Hiền bị phơi lên mặt báo, thì Tuổi Trẻ đã có bài viết phải trị bệnh phô trương xây biệt phủ. Đây rõ ràng là ý muốn quan chức có tiền đừng khoe ra nữa để tạo bộ mặt đẹp cho đảng, chứ họ đâu có muốn là đảng thật sự trong sạch. Mà bảng muốn sạch thì cũng khó hơn cả việc lên trời hái sao vậy. Bản chất của đảng là tham lam, bản chất của quan chức cũng tham lam, nhưng nó khác nhau ở chỗ đảng thì muốn che đậy, còn quan chức thì lại muốn khoe ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy. Tham lam, gian ác, bất tài là những cái xấu nó mang trong DNA của đảng. Chính vì không loại bỏ được nên đảng mới che đậy. Và chính Đảng Cộng sản đã lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ, tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng người dân đã phải đóng thuế nộp cho họ để làm điều ấy mà thôi. Việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là cắt phần ngọn. Phần gốc sinh ra tham nhũng đông như quần nguyên, chính là Đảng Cộng sản và thể chế độc tài toàn trị mà đảng đang sống, đang chết để cố bảo vệ nó, bởi vì đó là bảo vệ quyền lợi vật chất cho họ. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ làm được công tác chống tham nhũng và bất lực trong vấn đề phòng chống. Độc chiếm quyền cai trị đất nước đã mang cho Đảng Cộng sản quyền lợi quá lớn. Họ nhân danh quốc gia để vay nợ nước ngoài khủng khiếp, rồi đổ phần nợ ấy lên đầu người dân phải trả. Họ nhân danh quốc gia để chiếm dụng đất đai của nhân dân, để chia chác lợi ích cho mình. Ngược lại, đất nước thì ngày một nợ đầm, nợ đìa. Người dân thì vẫn cơ cực, trong khi đội ngũ quan chức thì phè phỡn hưởng thụ, thậm chí hưởng thụ nhiều đời chẳng hết. Chưa có người dân nước nào mà cực khổ như người dân Việt Nam. Mang hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra nước ngoài lại là một nỗi nhục. Vì khi cầm hộ chiếu ấy, các nước đều soi rất kỹ, tìm mọi cách gây khó dễ để ngăn cản người Việt nhập cảnh vào nước họ.
những hình ảnh nhục nhã đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại. Bởi họ ăn của dân không chừa thứ gì, nên người dân phải đi nước ngoài, phải tìm cách trốn mà ở lại thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ mặt ăn của dân không chừa một thứ gì, Đảng muốn giấu, quan lại muốn khoe. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị đá văng khỏi cục nạc Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng đành gặm khúc xương bốn tề. Sau khi ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam, bị truy tố vì liên quan đến thương vụ Mobile Phone mua AVG, thiếu Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel, được đôn lên làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 7 năm 2018. Đây là bổ nhiệm mang tính chất chám chét, lấp chỗ trống chứ không phải chọn đúng người, đúng việc. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam hiện nay. Ăn tục nói phét là cụm từ người dân Việt Nam muốn ám chỉ những kẻ bất tài, thô tục, nhưng miệng thì khoác lác, ba hòa. Suy rộng ra, từ này ám chỉ những kẻ chuyên tô hồng phóng đại bản thân để tạo ra mặt nạ trong cuộc sống. Theo cách hiểu đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức chính trị ăn tục nói phét, chuyên tạo ra mặt nạ để mị dân. Cơ quan thực hiện chức năng ăn tục nói phét cho chính phủ là Bộ Thông tin và Truyền thông, còn cơ quan chuyên thực hiện chức năng ăn tục nói phét cho Đảng chính là Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai cơ quan này chỉ đạo bộ máy tuyên truyền khổng lồ, trong đó có hơn 800 tờ báo và kênh truyền hình, đài phát thanh của Đảng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng trước đây là dân kỹ thuật viễn thông, được đào tạo ở Liên Xô, sau đó học thạc sĩ ngành viễn thông tại Úc và cuối cùng là học kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Hùng không hề học ngành hành về tuyên giáo, truyền thông, nhưng năm 2018, Đảng Cộng sản đã bố trí cho ông vào vị trí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, làm công tác ăn tục nói phét cho chính phủ. Nếu nói thời kỳ làm ở Viettel của Nguyễn Mạnh Hùng nổi bao nhiêu, thì làm bộ trưởng của ông không làm được gì nhiều, và những dự án ông tuyên bố nó cũng chẳng có gì lên hồn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay đổi hoàn toàn từ một tổng giám đốc điều hành được đánh giá là có năng lực, giờ đây ông Hùng trở thành một ông bộ trưởng ba hòa khoác lác. Không biết mạng Lotus hiện nay mất hút ở nơi nào. Có thông tin cho rằng miếng bánh Viettel quá lớn nên người ta đấu đá, tranh giành và cuối cùng Nguyễn Mạnh Hùng bị văng ra khỏi chiếc ghế Viettel mà thôi. Ghế bộ trưởng truyền thông trông thì lớn thật nhưng nó không được béo bở bằng ghế giám đốc điều hành của doanh nghiệp viễn thông có vốn hóa lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ được Trung ương duyệt chi ngân sách có 1.352 tỷ đồng, tức là chỉ tương đương có 56,5 triệu đô la vỏn vẹn. Cho nên có thể nói, bị điều về Bộ Thông tin và Truyền thông thì Nguyễn Mạnh Hùng có tiếng mà không có miếng. Trước đây, khi còn ngồi trên ghế lãnh đạo của Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng điều phối dòng tiền tỷ đô, thì nay ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng phải nói khó nước bọt mới có thể kiếm được vài cắc lẻ so với số tiền tỷ đô ở Viettel. Tại Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng làm nhiều việc phục vụ Đảng, từ việc gây áp lực với các nhà cung cấp mạng xã hội để bóp nghẹt tiếng nói tự do ngôn luận đến việc ra sức nói phét để được lòng Đảng. Trong đó, ông Hùng còn vẽ ra viễn cảnh xây dựng mạng xã hội Lotus và phát triển mạng này vượt mặt cả Facebook. Tuy nhiên, sau những ồn ào vào năm 2019, đến nay không còn ai đề cập đến mạng xã hội Lotus nữa. Vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã nêu tên ông Nguyễn Mạnh Hùng trong danh sách lãnh đạo bị kỷ luật. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, bị kiểm điểm vì có một số vi phạm và khuyết điểm. Nguyễn Mạnh Hùng có nguy cơ bị biến thành củi. Tại Viettel, với quy mô tỷ đô, chỉ cần cắn một miếng nhỏ của doanh nghiệp này cũng là miếng cực lớn của một đại gia đình và một bộ khác. Tại đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng làm vua một cõi, được ăn nhiều và xa mặt trời,
nên rất khó bị thanh tra. Còn tại Bộ Thông tin và Truyền thông thì chỉ cần một miếng nhỏ nhoi cũng bị phát hiện ra, vì bộ này quá nghèo, ngân sách còm cõi mà lại gần trung ương. Muốn ăn nhiều cũng không thể ăn được, làm cật lực thật khép nép để không bị ai biến thành củi, vậy mà vẫn bị Trần Cẩm Tú nhắc tên. Nguyễn Mạnh Hùng, một con người thất bại so với những người khác tại Viettel. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin bị đá văng khỏi cục nạc Viettel, Nguyễn Mạnh Hùng đành gặm khúc xương bốn tề. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.